Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của em sẽ về hàng thêm một vài bộ sao ba giá rất là ngon cho các bác. Bắt đầu đang tìm những bộ sao ba mà chất lượng ấy. Thì các bác có thể tham khảo ngay mẫu Denon DHT S416, một sản phẩm đến từ nhà Denon. Denon thì là một thương hiệu nghe nhạc rất là lâu lâu đời, và họ có rất là những sản phẩm mà chúng ta có thể chuyên về nghe nhạc, thiết bị hi-fi trung cấp và cao cấp đều có. Và trong thị trường sao ba cũng vậy, có lẽ là nhiều khách hàng còn mới lạ với Denon, nhưng mà có những người chơi âm thanh lâu năm thì đều biết tới Denon. Và Denon 416 là một sản phẩm rất phù hợp cho các bác nào mà muốn tìm bộ dàn để tivi, kệ tivi phù hợp rẻ mà chúng ta có thể nghe nhạc mộc mạc, bolero trữ tình hay sâu sắc và chi tiết, thì có thể tham khảo ngay mẫu dàn này. Bộ dàn này đang có giá nên biết là 10 triệu. Hôm nay em về được vài bộ hàng tồn kho bán cho các bác với giá cực ưu đãi, giá chỉ có 6 triệu, hỗ trợ bao ship toàn quốc cho các bác thôi với bộ này. Bác nào mà quan tâm thì nhanh chóng đặt hàng, bởi vì số lượng có hạn, là không có nhiều các bác nhé. Và hàng này hàng mới hết, hàng lưu kho thôi. Bây giờ em sẽ cùng các bác đập hộp và trải nghiệm ngay cái sản phẩm này. Đây là một thiết bị mà có khá là nhiều công nghệ hay của Denon mà mức giá cực kỳ rẻ, dễ tiếp cận. Bởi vì là để mà nói sao ba ở phân khúc khoảng 5 đến 6 triệu ở thị trường thì có lẽ là khó bộ nào có cửa để ăn được cái Denon ấy, DHT S416 này. Một trong những bộ sản phẩm mà có đầy đủ những công nghệ mà mọi người đều thích, đặc biệt là những cái công nghệ xem phim hàng đầu của nhà Denon. Thì Denon họ rất là nổi tiếng với những sản phẩm thiết bị receiver. Các bạn có thể nói kể tới những sản phẩm như Denon 4500H, 3500H hay 4700, hoặc là 6700, 6600 ngày trước, hiện tại bây giờ vẫn đang có, thì chất lượng xem phim của nó thực sự đỉnh. Đặc biệt là gì? Nhất là những dòng nhạc trữ tình, nhạc vàng của Việt Nam mình, thì các bác hầu hết là cái lượng người chơi Denon ở Việt Nam rất là nhiều. Không chỉ Việt Nam, nói chung là nhưng mà những cái nước ở trên thế giới như châu Âu cũng dùng Denon rất là nhiều đấy. Các bác sẽ có một phụ kiện bao gồm một cái này là cái hút hút ẩm này, một quyển catalog hướng dẫn này, đấy, một quyển catalog hướng dẫn, một cái remote và rất nhiều sợi dây nguồn. À, ở đây có cả một sợi dây quang các bác. Riêng các bác mua sao ba thì mình mới có dây quang, chứ bình thường những cái thiết bị khác thì nó sẽ không có đâu, chỉ có sao ba mới có dây quang thôi. Và một sợi HDMI nữa để chúng ta dùng cho tivi, hầu hết những tivi sẽ dùng qua những kết nối là như vậy. Đặc biệt thì một số cái tivi của Xiaomi thì nó sẽ không có cổng quang, các bác lưu ý nhé. Riêng Xiaomi là không cổng quang, chỉ có HDMI thôi. Sau đó chúng ta muốn khi mà mua thiết bị, các bác lưu ý là chúng ta cần xem kỹ tivi nhà mình nó đang dùng các kết nối nào để cho phù hợp. Đấy, sản phẩm mới tinh 100% hết, hàng lưu kho, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó là hàng tồn kho đấy, lưu lại. Con loa thanh này thì có cái cân nặng đâu đó khoảng 3 đến 4 kg, nói chung là khá là nhẹ thôi. Với kích thước thì tí em sẽ đo cụ thể cho các bác. Về cơ bản thì cái loa này nó sẽ có những cái được đặc điểm như sau. Ở phía trước thì toàn bộ AK được làm bằng dạng bố vải, và sẽ có hai cái củ loa ở phía bên cạnh, là hai củ loa tweeter với đường kính khoảng 2,5 cm, và một hai củ loa line line ray check, tức là nó sẽ ra dạng kiểu hàng 2.1 dạng stereo ấy. Còn về phía dưới thì các bác sẽ có khá là nhiều kết nối. Ok, thì em bây giờ bỏ tạm ra ngoài đi để chúng ta chờ khui nốt hai cái sản phẩm còn lại để chúng ta review luôn cho các bác. Một chiếc còn lại, em nghĩ đây là mức giá cực hợp lý rồi, không có gì để bàn cãi về mức giá này. Đây là chiếc loa súp nhé, loa súp, và đặc điểm là súp và loa thanh sẽ kết nối với nhau là không dây. Sau đó các bác hoàn toàn yên tâm là các bác chỉ cần cắm điện thôi và ghim. Thực ra là cái này rất là dễ để chúng ta có thể sử dụng. Đơn giản là các bác chỉ cần cắm cho em cái điện của cái loa súp và loa thanh vào nguồn thôi, sau đó cắm dây vào trên tivi xuống, thế là dùng thôi, không có gì phức tạp cả. Bộ này thì hay ở chỗ là nó sẽ có thêm cả wifi, cả wifi luôn, hỗ trợ điều khiển qua Chromecast để các bác có thể chơi các nền tảng nhạc số như là Tidal, Deezer, em lấy thêm cái điều khiển nữa, Cubase, Tidal, Spotify vân vân, rất là tiện lợi. Và có tới 3 chế độ để các bác có thể sử dụng. Đi trước khi vào cái chi tiết hơn thì em sẽ quay cho bác về cái thiết kế trước này. Thiết kế toàn bộ cái loa này sẽ là sử dụng cái loa, cái kích thước loa loa này thì nó dùng cái củ bát là đường kính là 16,5 cm các bác nhé, và lỗ thông hơi ở phía trước, và củ loa cũng đặt ở phía trước luôn, 16,5, khá là khiêm tốn thôi. Ở phía dưới đây các bác sẽ có là một cái củ, xin lỗi các bác, một con loa thanh dạng là dài, khá là dài, nó khoảng nó gần 1 mét. Cái này thì tí em đo kích thước cụ thể cho các bác, với hỗ trợ như là có Bluetooth này, có HDMI này, các bác nhìn này, có Bluetooth, HDMI, rồi có hỗ trợ công nghệ Dolby Digital đấy, Wi-Fi, và có rất nhiều các ngõ nút bấm tăng giảm âm lượng. Đặc biệt là gì, có thêm ba cái chế độ của bác, ba chế độ trên khiển này, chế độ
xem phim, chế độ buổi đêm, chế độ nghe nhạc, và có thể tăng giảm các cái giải mid, giải lao, giải bass ở trên này, rồi các cái ngõ kết nối đầu vào. Cái kích thước của cái loa này sẽ có loa thanh thì kích thước của nó sẽ là khoảng hơn 90, 91 cm, 95 cm. Còn cái chiều cao của cái loa súp này thì nó cũng chiều cao là đâu đó là khoảng 35, 36 cm. Nói chung là chiều súp, là chiều sâu của súp thì sẽ là 32. Đó, các bác tính toán để làm sao chúng ta kê kích ở cái tủ kệ nó hợp lý. Con này thì có rất nhiều công nghệ như công nghệ enhancer, rồi có ngõ HDMI ở phía sau đây, ARC, rồi có cổng quang, cổng AUX. Ở đây các bác sẽ có thêm khá là nhiều kết nối cổng quang AUX, optical, và các bác sẽ có thêm một cổng reset wifi. Khi mà chúng ta kết nối wifi, có thể reset. Đó, bây giờ em sẽ kết nối lên và hướng dẫn các bác cách sử dụng cái bộ dàn Sao 3 DHT-S416, một mức giá rất ưu đãi cho các bác nào nhanh tay có thể sở hữu bộ dàn Sao 3 này. Vâng, thì đêm đã hoàn thiện xong cái việc nó lắp đặt rồi. Các bác chỉ cần về, nếu về nhà các bác dùng ấy, thì có cách làm như sau. Đầu tiên các bác sẽ cắm cho cái nguồn điện từ ổ cắm vào trong cái thanh Sao 3 trước này. Nguồn điện từ súp ra ổ cắm, hai cái đều cấp điện cho nó thôi, bởi vì nó sẽ bắt bắt với nhau bằng không dây. Việc còn lại ở trên TV các bác sẽ cắm qua một cái sợi dây, là sợi dây HDMI ở phía sau này, hoặc là sợi dây quang để cắm lên TV. Và ở trên TV thì các bác cắm ngõ nào thì các bác nhớ cái đặt âm thanh của nó ra trên TV để xuất ra âm thanh cổng quang. Sau đó thì các bác chọn lựa chọn đầu vào là optical, hoặc là các bác chọn đầu vào là TV, tùy các bác. Thì ở đây nó có rất nhiều các chế độ chỉnh như chỉnh bass, chỉnh chép, chỉnh bass này, âm lượng này, chế độ dialogue này, enhancer. Đây là một chế độ rất là hay này. Chế độ này sẽ giúp các bác có thể nghe nó thiên về giải nào thì sẽ chọn ở đây. Một cái chế độ mà của Denon họ thiết kế về để hỗ trợ cho các bác yêu thích những dòng nhạc nhiều bass hơn, các bác có thể nghe chọn về loud, nghe nhiều chép hơn thì chọn về high và về mid, còn nó sẽ tăng giảm bass ở đây. Và bộ này thì cái âm thanh của nó ấy, có thể nói là tiếng rất là ấm và chắc, rất ấm và chắc. Thực sự em không nghĩ là 6 triệu mà có thể làm được như này. Thì đây là một bộ dàn mà em chắc chắn là gì, khi mà các bác nào yêu thích kể cả nhạc remix trong phòng khoảng tầm 20-25 m², sử dụng bộ này là hoàn toàn hợp lý. Nó mang lại cái âm thanh sâu chắc và ấm tiếng rất là nhiều khi chúng ta muốn nghe nhạc xem phim. Thì về cơ bản là như vậy. Và bộ này thì em có một số lượng ít thôi. Bác nào mà quan tâm muốn mua hàng thì có khoảng vài bộ thôi. Thì cứ liên hệ trực tiếp hotline 0964801497 để mua hàng. Và ngay bây giờ đây thì em sẽ mời các bác cùng đến với một số bản test nhạc, cũng như là bản trải nghiệm về âm thanh xem phim, cũng như là âm thanh nghe nhạc remix hay nhạc trữ tình ở trên cái bộ loa thanh Sao 3 Denon DHT-S416 này. 4 years ago I was basically unemployed. A wanderer with no home. But now I'm a husband and a father. And I wouldn't have it any other way. I'm lying to the pops. My job was a little less stressful than yours. Oh yeah, I finally got a job. I'm the king of Atlantis. Half a billion people from every known species in the sea call this place home. But that doesn't mean they all like me. Aquaman and destroy everything he holds dear. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash. He must be stopped, or a global meltdown is imminent. I think I know someone that might be able to help us. Fool, you look rough. Brother, high five. Do not call me brother. I cannot believe you let this happen. You know, well, I hate this job. True king builds bridges, right? True king builds bridges. We need to find Manta. He's different now. He's stronger than before. It's the Black Trident. King Outland's time, there were seven kingdoms. The Trident was a curse upon them all. The Trident's dark magic is spreading. He means to end the bloodline. I don't know what lies ahead, but we can't leave our children a world without hope. You're not as bad as you
truth as you think. If you lead, the Seven Kingdoms will follow. Chìm vào đây cốc.